Và hiện tại đang là buổi chiều ngày 13 tháng 11 năm 2019 nhé. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube Đội 08. Thì hiện tại là chúng tôi đang có khách hàng là đang ký duyệt bộ mộc bộ trường kỷ gỗ lim. Anh tên là gì anh nhỉ? Đô. Vâng. Anh Đô, anh ở xã Cát Trù, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Hôm trước anh đã đặt chúng tôi bộ trường kỷ gỗ lim rồi, thì hôm nay anh đến ký duyệt và nhận phần mộc trước khi chúng tôi hoàn thiện sản phẩm đây. Đó, anh vừa ký duyệt xong bộ trường kỷ gỗ lim. Trên màn hình là anh Đô đây. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới theo số điện thoại 0987 510 86 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Rồi, ký hết tất cả bàn ghế rồi gì anh? Vâng, vâng.